Chào các em học sinh thân mến, rất là vui gặp lại các em ở môn sinh học 8. Hôm nay cô cùng với các bạn sẽ tiếp tục hoàn thành một bài học tiếp theo. Thì trước khi vào bài mới, cô cùng với các bạn sẽ ôn lại kiến thức cũ ở cái bài 14 và bài 15 các em đã học. Rồi, một bạn hãy trình bày cho cô nguyên tắc chuyển máu, sơ đồ cho và nhận giữa các nhóm máu nào. Rồi, bài 16. Bài 15 các em đã học rồi thì cô nghĩ rằng bạn nào cũng sẽ trình bày được rồi đúng không? Có 3 nguyên tắc truyền máu chính. Rồi, và sơ đồ cho và nhận giữa các nhóm máu. Đây, các bạn thấy đây là sơ đồ cho và nhận giữa các nhóm máu này. Giữa 4 nhóm máu trong cơ thể người chúng ta đúng không? Rồi, còn đây là nguyên tắc truyền máu. Vậy thì các em thấy là khi máu được truyền vào cơ thể chúng ta, vậy thì nó sẽ luân chuyển trong cơ thể như thế nào? Nó vận chuyển và tuần hoàn ra sao? Hôm nay cô cùng với các bạn sẽ tiếp tục hoàn thành một bài học tiếp theo. Đó là bài 16, tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết. Các bạn sẽ cùng với cô hoàn thành bài này. Cả lớp các bạn sẽ mở sách giáo khoa ra trang 51 để cùng với cô hoàn thành bài tập nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tuần hoàn máu trước ở mục 1 La Mã. Tuần hoàn máu. Vậy thì ở mục 1 La Mã này các em sẽ về tìm hiểu xem hệ tuần hoàn của chúng ta nó cấu tạo như thế nào, rồi nó mới luân chuyển máu ra sao. Các em sẽ vào mục 1 nhỏ thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu. Đây là hình trong sách giáo khoa các bạn ạ. Hình 16.1 sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máu. Dựa vào hình này các bạn có thể là nêu lại cho cô 12 thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu được không? Rồi, dễ dàng đúng không? Nhìn vào sách giáo khoa là cô nghĩ bạn nào cũng sẽ nêu được. Đó là gồm tâm thất phải này, động mạch phổi này, mao mạch phổi này, tĩnh mạch phổi này, tâm nhĩ trái này, tâm thất trái này, động mạch chủ này, mao mạch phần trên này, mao mạch phần dưới này, tĩnh mạch chủ trên này, tĩnh mạch chủ dưới này, và cuối cùng đó là tâm nhĩ phái. Rồi, vậy là 12 thành phần trong sách giáo khoa nó có rồi nha các em. Vậy thì nhìn vào đây này, một bạn hãy nêu cho cô xem hệ tuần hoàn của chúng ta gồm những thành phần nào. Rồi, dễ dàng rồi đúng không? Nhìn vào đây là các bạn sẽ dễ dàng nêu được cho cô là hệ tuần hoàn của chúng ta gồm hai thành phần chính đúng không? Thành phần thứ nhất đây là tim. Thành phần thứ hai đây là các mạch máu đúng không? Hay còn gọi là hệ mạch. Rồi, vậy các bạn sẽ nêu cho cô về cấu tạo từng thành phần một nào. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ nói về tim nha. Đây, các bạn thấy là tim của chúng ta có mấy ngăn? Có 4 ngăn đúng không? 2 tâm nhĩ ở trên và 2 tâm thất ở dưới. Và các em thấy là máu của chúng ta nó có hai màu này. Đây là màu đỏ, còn đây là màu xanh này. Màu xanh thì tượng trưng cho máu màu đỏ thẫm, còn màu đỏ thì tượng trưng cho máu màu đỏ tươi, đúng không? Rồi, vậy thì các em thấy sẽ là nửa trái sẽ chứa màu đỏ tươi, đúng không? Còn nửa phải thì sẽ chứa màu đỏ thẫm. Rồi, vậy còn hệ mạch thì sao? Hệ mạch thì các em nhìn vào đây, các em cũng sẽ thấy là mạch của chúng ta có 3 loại mạch chính, đúng không? Đây là động mạch phổi các em này. Đó, còn đây là động mạch chủ này. Thì các em thấy là động mạch nó đều có một điểm chung, đó là nó đều xuất phát từ tâm gì đấy các bạn? Từ tâm thất đúng không? Rồi, còn tĩnh mạch thì sao? Các bạn thấy này, đây là tĩnh mạch phổi này. Đó, còn đây là tĩnh mạch dưới này, tĩnh mạch trên này. Vậy các bạn thấy là tĩnh mạch nó đều có một điểm chung là gì các bạn? Nó đều đổ về tâm nhĩ đúng không? Rồi, còn cái phần này thì đây chính là mao mạch kem này. Vậy thì mao mạch nó sẽ nối giữa động mạch và tĩnh mạch. Vậy đây cũng chính là nội dung để chúng ta ghi nhận nó lại về phần đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hoàn chúng ta đấy. Các bạn sẽ ghi nhận cái phần này vào vỡ nha. Đó, cấu tạo của tim và hệ mạch. Rồi, các bạn sẽ ghi nhận cái này vào để chúng ta học bài. Vậy thì máu trong cơ thể chúng ta nó luân chuyển như thế nào? Các bạn cùng với cô sẽ vào mục 2 nhỏ, đường đi của máu trong vòng tuần hoàn. Rồi, các bạn nhìn ở đây nào. Quan sát hình 16.1 sách giáo khoa và thảo luận để cùng hoàn thành cái bảng này với cô nha. Rồi, nhìn lên đây các bạn thấy này.
Đây là sơ đồ tuần hoàn máu trong cơ thể chúng ta đấy. Vậy thì nhìn vào đây các em sẽ thấy là trong cơ thể chúng ta có hai vòng tuần hoàn. Vòng tuần hoàn đây, các bạn thấy này, nó đi tới hai lá phổi. Vòng này có đường đi ngắn nên người ta gọi là vòng tuần hoàn nhỏ. Rồi còn vòng này các bạn thấy này, đường đi của nó rất là dài nên người ta gọi là vòng tuần hoàn lớn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem hai vòng tuần hoàn này nó đi như thế nào và nó có vai trò ra sao nha. Rồi cô cùng với các bạn sẽ hoàn thành cái bảng này. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng tuần hoàn nhỏ trước. Các em thấy này, dựa vào sách giáo khoa nha, điểm xuất phát của nó dựa vào mũi tên nữa. Các bạn dựa vào mũi tên ở hình 16.1 để dễ dàng nêu được rồi đúng không? Đầu tiên các em thấy là nó sẽ xuất phát từ từ tâm thất phải, rồi nó sẽ đi lên động mạch phổi các bạn ạ. Nó sẽ nhẹ rẽ ra làm hai nhánh để đi tới hai lá phổi của chúng ta đấy. Rồi tại hai lá phổi thì nó sẽ đi vào các mao mạch phổi. Tại đây nó sẽ tham gia vào một quá trình đó là trao đổi khí. Sau đó thì nó sẽ theo tĩnh mạch phổi để trở về tâm nhĩ trái. Rồi đây là đường đi của vòng tuần hoàn nhỏ đấy. Rồi vậy thì các em thấy này, khi mà máu lên phổi thì nó giàu khí carbonic, nó sẽ có màu đỏ thẫm này. Và khi máu từ phổi trở về tim thì nó lại giàu khí oxy và nó có màu đỏ tươi. Vậy thì qua đây các bạn cho cô biết xem vai trò của vòng tuần hoàn nhỏ là gì. Rồi, nó sẽ tham gia trao đổi khí với môi trường đúng không các bạn? Chúng ta sẽ thải ra ngoài môi trường khí carbonic và chúng ta sẽ lấy lại khí oxy. Rồi, vậy đây cũng chính là nội dung mà các bạn ghi nhận vào vở đấy. Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua phổi giúp trao đổi khí oxy và khí carbonic nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về vòng tuần hoàn lớn. Đây các bạn thấy này, cũng chú ý vào sách giáo khoa nha. Điểm xuất phát của nó cũng là từ tâm thất nha các bạn. Điểm xuất phát của vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn đều từ tâm thất. Nhưng một bên là từ tâm thất phải, còn một bên thì từ tâm thất trái. Vậy các em thấy là ở vòng tuần hoàn lớn thì nó sẽ xuất phát từ tâm thất trái và nó sẽ theo động mạch chủ, rồi nó cũng chia làm hai nhánh các em ạ. Một nhánh thì đi lên động mạch chủ trên để đi lên đầu này, cổ này, tay. Còn một nhánh thì đi xuống động mạch chủ dưới, là đi xuống phần bụng, phần mông, đùi và chân của chúng ta đấy. Rồi nó sẽ tới các mao mạch phần trên và mao mạch phần dưới. Tại đây nó sẽ tham gia các quá trình trao đổi chất. Sau đó thì nó sẽ theo tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới để đổ về tâm nhĩ phải. Rồi hai vòng tuần hoàn đều xuất phát từ tâm thất và đổ về tâm nhĩ nha. Rồi vậy thì các em thấy này, khi mà máu đi nuôi cơ thể thì nó sẽ giàu khí oxy và giàu khí carbon và giàu chất dinh dưỡng. Nhưng sau đó khi nó theo tĩnh mạch trở về thì các bạn lại thấy là nó giàu khí carbonic rồi và có chất thải trong đó. Vậy thì qua đây các bạn cho cô biết xem vòng tuần hoàn lớn nó sẽ có vai trò gì nào. Rồi dễ dàng để nêu được rồi đúng không? Vòng tuần hoàn lớn của chúng ta nó sẽ có vai trò đó là cung cấp khí oxy và chất dinh dưỡng cho hoạt động sống của các tế bào khắp cơ thể đó các em. Rồi, vậy đây cũng sẽ là nội dung để chúng ta ghi nhận nó lại. Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu đi tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện quá trình trao đổi chất nha. Vậy thì chức năng của tuần hoàn máu là gì? Chúng ta sẽ vào mục 3 nhỏ, vai trò của hệ tuần hoàn máu. Vậy thì để mà biết được vai trò của hệ tuần hoàn máu như thế nào, cô cùng các bạn sẽ theo dõi một đoạn phim ngắn nha. Rồi, cô dặn các bạn nào, khi theo dõi đoạn phim thì các bạn sẽ nêu cho cô được vai trò của tim, vai trò của hệ mạch. Rồi từ đó các bạn sẽ rút ra được vai trò của hệ tuần hoàn máu. Nhớ nha, nhớ câu hỏi. Rồi, các bạn sẽ cùng xem nào. Đây, các bạn để ý vai trò của tim này. Đó, tim đang làm gì đây? Đang co bóp đúng không? Đang đẩy máu vào hệ mạch. Giờ các bạn chú ý hệ mạch này. Đó, nó dẫn máu đi và dẫn máu về đúng không? Rồi, đó, thấy các bạn thấy chưa? Rồi, vậy thì qua đây các bạn sẽ dễ dàng rút ra được chức năng rồi ha. Chức năng của tim của chúng ta là co bóp đẩy máu vào hệ mạch. Còn hệ mạch là gì? Giúp máu
Ồ, luân chuyển khắp cơ thể đúng không? Và từ đó các bạn sẽ dễ dàng mà nêu được chức năng của hệ tuần hoàn luôn, đó là giúp lưu thông máu trong toàn bộ cơ thể chúng ta. Và đây cũng sẽ là nội dung các bạn ghi nhận nó lại. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ vào mục 2 lớn để tìm hiểu về lưu thông bạch, bạch huyết đó các bạn. Rồi, các em thấy này, bạch huyết, huyết ở đây là máu, bạch, bạch ở đây là màu, màu trắng, có nghĩa là máu này nó sẽ có màu gì các em? Nó sẽ có màu trắng đấy, nó không có màu đỏ mà nó lại có màu trắng, nên người ta mới gọi là bạch huyết nha. Rồi, vậy thì bạch huyết trong cơ thể chúng ta nó được tạo thành như thế nào? Nhìn vào sơ đồ này các bạn cho cô biết xem nó được tạo thành như thế nào nhỉ? Và ở cái bài số 13 các em cũng đã tìm hiểu về mao mạch bạch huyết rồi đúng không? Vậy các em thấy này, các chất ở trong máu sau khi nó luân chuyển xong thì nó sẽ hình thành, ở đây các bạn thấy cái mũi tên màu vàng vàng không? Đó, nó sẽ hình thành nên mạch bạch huyết của chúng ta đấy. Và các bạn thấy là bạch huyết của chúng ta nó được tạo thành từ huyết tương này, bạch cầu này, tiểu cầu này, nó thấm qua mạch máu và nó tạo thành dòng bạch huyết. Bởi vì nó không có hồng cầu nên nó sẽ không có màu đỏ các bạn ạ. Và khi nó không có màu đỏ thì nó sẽ có màu màu trắng nên người ta mới gọi là bạch huyết nha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của bạch huyết nào. Các bạn vào mục 1 nhỏ, cấu tạo của hệ bạch huyết. Đây là hình ảnh sách giáo khoa đó các em. Hình ảnh 16.2. Các bạn sẽ dựa vào hình ảnh này kết hợp với sách giáo khoa để nêu cho cô được hệ bạch huyết gồm mấy phân hệ, đó là những phân hệ nào và các phân hệ này cấu tạo như thế nào. Cần nhìn bên đây các bạn sẽ thấy là hệ bạch huyết của chúng ta gồm hai phân hệ chính. Đây, cái màu sẫm sẫm đen đen đây chính là một phân hệ. Và màu vàng nhạt, các bạn thấy là màu da đây chính là một phân hệ. Vậy thì qua đây các bạn thấy là phân hệ nhỏ này gồm nửa đầu bên phải, nửa cổ bên phải, toàn bộ cái phần ngực bên phải và một cánh tay bên phải đúng không? Rồi, còn phần còn lại sẽ là phân hệ lớn. Vậy chúng ta có hai phân hệ nhá. Rồi, vậy thì các em thấy là dù là phân hệ nhỏ hay là phân hệ lớn thì nó cũng đều cấu tạo gồm những thành phần như là mao mạch bạch huyết này, hạch bạch huyết này, rồi mạch bạch huyết này, rồi ống bạch huyết này. Đó là các thành phần của hệ bạch huyết đấy các bạn. Và đây cũng sẽ là nội dung để chúng ta ghi lại. Rồi, các bạn sẽ ghi nhận lại cấu tạo của hệ bạch huyết nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ vào tìm hiểu. Các bạn thấy này, đây, hạch bạch huyết và mạch bạch huyết đây. Các bạn thấy là đây là các mao mạch bạch huyết trong cơ thể chúng ta này. Đó, còn đây là mao mạch máu nha. Rồi, còn đây là một hạch bạch huyết. Các em thấy là trong hạch bạch huyết này nó tập trung rất là nhiều bạch cầu, hay còn gọi nó là các cửa, nó giống như cửa khẩu đó các bạn. Nó là các cái trạm giao tiếp của cơ thể chúng ta. Và nó giống như một cái trạm kiểm dịch, trạm kiểm lâm trong cơ thể ấy. Và lúc này tất cả mọi thành phần muốn đi vào cơ thể chúng ta thì nó sẽ phải đi qua những cái trạm này nha. Đó, rồi. Và ở những trạm này các bạn thấy là nó chứa chủ yếu là tế bào bạch cầu, mà cụ thể đó là các tế bào lympho. Đó, rồi thế từ đây tí thì chúng ta sẽ rút ra được cái chức năng của hệ bạch huyết nha. Rồi, các bạn thấy là đầu tiên các bạn sẽ đi tìm hiểu về cái sự luân chuyển của bạch huyết trong cơ thể. Thì muốn biết được bạch huyết trong cơ thể nó luân chuyển như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi một đoạn phim ngắn. Ở đây các bạn thấy là những cái màu tím tím mà cái gạch gạch, những cái chấm chấm này, đấy chính là người ta mô phỏng về hệ bạch huyết nha. Rồi các bạn xem này. Đó, các bạn thấy là những cái chấm này là hạch bạch huyết này. Đó, hạch bạch huyết trong cơ thể chúng ta nó sẽ tập trung nhiều ở vùng bẹn này, vùng nách này. Đây. Đây là các tế bào máu, các tế bào trong cơ thể nha, màu đỏ là mạch máu này, màu trắng là mạch bạch huyết nha. Đó, các chất từ trong mạch máu nó sẽ di chuyển vào nước mô, rồi sau đó nó sẽ di chuyển vào mạch bạch huyết đó các bạn. Đó, các chất này sẽ theo mạch. Đây là mao mạch bạch huyết này. Rồi, nó sẽ di chuyển vào mạch bạch huyết nhỏ. Đó. Rồi, từ mạch bạch huyết nhỏ nó sẽ đi vào hạch bạch huyết đó các em. Đó. Các bạn thấy này, các
các thành phần nó đều phải đi qua hạch bạch huyết. Đó, rồi đều phải đi qua hạch bạch huyết. Tại đây nếu có vi khuẩn thì nó sẽ được giữ lại nha. Rồi sau đó nó đổ mạch bạch huyết lớn hơn. À, đó nó di chuyển đó, và cuối cùng thì nó sẽ đổ vào tĩnh mạch máu các bạn ạ, sẽ cùng với máu luật tuần luân chuyển tuần hoàn trong cơ thể chúng ta. Rồi vậy qua đây các bạn sẽ dễ dàng để mô tả được cái đường đi của mạch bạch huyết trong cơ thể rồi đúng không? Rồi các bạn sẽ dễ dàng nêu được rồi này, đó là từ mao mạch bạch huyết tới mạch bạch huyết nhỏ, rồi tới hạch bạch huyết, đến mạch bạch huyết lớn hơn, rồi đến ống bạch huyết, và cuối cùng là đổ vào tĩnh mạch máu tham gia tuần hoàn đúng không? Rồi vậy thì bạch huyết nó có vai trò như thế nào? Chúng ta sẽ vào mục 2 nhỏ tìm hiểu về vai trò của hệ bạch huyết. Rồi vậy thì qua hồi nãy các em thấy là dựa vào cái đường đi luân chuyển của nó, các bạn dễ dàng nêu được cái vai trò của nó rồi đúng không? Vai trò số 1 của nó là cùng với hệ tuần hoàn máu này, nó sẽ giúp luân chuyển trong cơ thể đúng không? Vai trò thứ hai là các em thấy là trong các cái hạch bạch huyết này nó chứa rất là nhiều bạch cầu, thì vai trò của nó sẽ là gì? Đúng rồi, vai trò của nó sẽ là tham gia bảo vệ cơ thể đó các bạn. Rồi vậy các em sẽ ghi nhận cái vai trò của nó lại. Đó là hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể. Rồi các bạn đã ghi nhận nó lại nha. Các bạn hãy cùng với cô tìm hiểu mục em có biết nào. Rồi các bạn đọc mục em có biết, các em thấy là trong cơ thể chúng ta các động mạch bình thường thì nó sẽ tham gia vận chuyển máu, không có vấn đề gì đúng không? Nhưng mà trong một số trường hợp thì động mạch này nó bị xơ vữa. Vậy thì những bệnh nhân mà bị xơ vữa thì nguyên nhân do đâu? Và khi bị xơ vữa thì nó dẫn tới hậu quả gì? Các bạn cùng với cô sẽ theo dõi một cái đoạn phim ngắn nha. Rồi, đây các bạn thấy. Tim của chúng ta đấy, nó sẽ có chức năng co bóp để máu đi nuôi cơ thể. Còn đây là các động mạch ở trên tim các bạn, người ta gọi là động mạch vành tim. Rồi, nơi mà cung cấp máu để đi nuôi tim. Rồi, trong máu các em sẽ thấy gồm có hồng cầu này, bạch cầu này, tiểu cầu này. Ngoài ra những cái viên vàng vàng đây chính là lipid hay còn gọi là mỡ máu nha các bạn. Rồi bình thường thì mạch máu trong cơ thể chúng ta nó sẽ trơn và láng, vì vậy mà máu di chuyển trong mạch nó rất là dễ dàng. Nhưng mà trong một vài trường hợp nào đó thì cái mạch của chúng ta nó sau thời gian dài các em thấy là nó bị nhiễm mỡ. Và khi nó bị nhiễm mỡ thì thành mạch của chúng ta nó trở nên bị xơ vữa. Đó, nó sẽ trở nên bị xơ vữa và nó sẽ không còn như trước kia nữa. Rồi đây các bạn thấy này, nó đang ngấm mỡ này, ngấm lipid đó. Đó, các bạn thấy lòng mạch nó sẽ nhỏ lại. Rồi, lòng mạch nó sẽ nhỏ lại và nó sẽ không còn trơn và láng như ban đầu nữa. Rồi, lòng mạch lúc này nó trở nên cứng, thô ráp hơn, nên người ta gọi là bị xơ vữa đó. Và khi máu vận chuyển bên trong đó với lòng mạch nhỏ như vậy thì áp lực nó sẽ tăng lên. Và một vài trường hợp nào đó thì mạch này nó sẽ bị rách ra. Khi bị rách như vậy, máu vận chuyển ở trong này nó sẽ va vào các em ạ. Và khi va vào thì tiểu cầu nó sẽ vỡ đúng không? Và nó sẽ hình thành nên khối máu đông. Và khi mỗi máu đông này nó bịt kín như thế này thì lúc này máu có còn lưu chuyển được nữa không? Không đúng không? Nếu như nó xảy ra ở tim thì nó sẽ gây các cơn nhồi máu cơ tim đó các bạn. Rất là nguy hiểm đúng không? Đó. Rồi. Vậy thì từ đoạn phim các em thấy là các cái phân tử mỡ cholesterol này sẽ ngấm vào lòng mạch là nguyên nhân dẫn tới bị xơ vữa động mạch đúng không? Và các em thấy là nếu như diễn ra ở tim thì sẽ dẫn tới nhồi máu cơ tim hay còn gọi là đột quỵ đấy. Còn nếu mà xảy ra ở não thì nó sẽ dẫn tới bị tai biến đó các bạn. Rồi, rất là nguy hiểm. Vậy chúng ta đi tìm hiểu xem nguyên nhân nào. Nguyên nhân nào dẫn tới? Thì các em thấy là nguyên nhân như chúng ta uống rượu bia nhiều này, hút thuốc này, hay ăn nhiều mỡ động vật này. Đặc biệt đó là có thói quen lười vận động nữa nha các bạn. Rồi, vậy chúng ta để biện pháp phòng ngừa nào. Phòng ngừa thì có rất là nhiều biện pháp để phòng ngừa đúng không? Rồi, chúng ta từ nguyên nhân chúng ta sẽ đề ra biện pháp thôi.
Rồi, các em thấy là chúng ta sẽ tăng cường ăn nhiều rau củ quả đúng không? Và tăng cường vận động thể dục thể thao thường xuyên để hạn chế bị xơ vữa động mạch. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em sẽ về nhà trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa trang 53 kết hợp với đọc lại một em có biết và học bài mới, chuẩn bị bài mới nha. Rồi, hẹn gặp lại các em ở cái bài học tiếp theo. Rồi, cảm ơn các em đã xem video. Chào tạm biệt các bạn.